Chào các bạn, mình là Trường. Hôm nay mình xin trình bày về sinh non. Đầu tiên là về định nghĩa. Trẻ sinh non là trẻ chào đời từ tuần thứ 28 đến 37 của thai kỳ. Trẻ sinh càng non, nguy cơ sức khỏe càng nghiêm trọng. Trong đó có những biểu hiện như trọng lượng thấp khi sinh, phôi trẻ chưa trưởng thành nên dễ bị suy hô hấp và tử vong. Trẻ chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tâm thần. Có hai nhóm yếu tố nguy cơ chính. Đầu tiên là về mẹ, với tiền căn sinh non nhiều lần, tiền căn sẻ thai. Yếu tố nguy cơ bất lợi từ mẹ: ăn uống kém, suy dinh dưỡng, hút thuốc lá, uống rượu, lao động nặng, nhọc quá sức. Do nhau tiền đạo, nhau bông non, thiểu năng nhau. Do cổ tử cung, cổ tử cung ngắn, phẫu thuật trên cổ tử cung dị dạng bẩm sinh hay mắc phải, hở eo tử cung. Nhóm tiếp theo là về con, với thai dị dạng và giới tính nam cũng là yếu tố thuận lợi của sinh non tự nhiên. Các dấu hiệu nhận biết sinh non bao gồm: thai đỏ dịch âm đạo, tiết dịch âm đạo nhiều lần, tăng áp lực vùng chậu hoặc dưới bụng, đau vùng thắt lưng liên tục âm ỉ, chuột rút nhẹ ở bụng, đau quặn bụng dưới, màng ối bị vỡ. Em bé sinh non sẽ như thế nào? Da không phát triển đầy đủ, bị bóng, khô hoặc bong tróc. Mí mắt của trẻ có thể không mở ra được trong giai đoạn đầu, phát triển chưa hoàn thiện. Trẻ có tóc trên đầu nhưng có nhiều lông mềm mại trên cơ thể mềm mại. Bộ phận sinh dục có thể nhỏ và kém phát triển. Và đây là bản đo cân nặng chiều dài chu vi vòng đầu theo tuổi thai. Chỉ tính riêng cân nặng, trẻ ở tuần 40 nặng gấp 6 lần đối với trẻ sinh non ở tuần 24. Các bà mẹ còn có các biện pháp phòng ngừa sinh non. Đầu tiên có thể bổ sung progesterone. Phụ nữ có tiền sử sinh non, cổ tử cung ngắn hoặc cả hai yếu tố trên có thể làm giảm nguy cơ sinh non khi bổ sung progesterone. Cuối cùng phải biết chăm sóc thai kỳ, chăm sóc bản thân trước, giữa và trong khi mang thai để giúp ngăn ngừa sinh non, như tư vấn về chế độ ăn uống lành mạnh và dinh dưỡng tối ưu, không sử dụng thuốc lá và chất kích thích. Khám thai định kỳ bao gồm sử dụng siêu âm để giúp xác định tuổi thai và xuất hiện đa thai, sàng lọc trước sinh. Về xử trí: trẻ bị có lạnh thân nhiệt, vì vậy khi nuôi dưỡng cha mẹ còn để ý cách ủ ấm, sử dụng các phương tiện ủ ấm như lồng ấm, túi trường ấm. Thứ hai, rối loạn tiêu hóa, còn cho bé ăn sớm những giờ đầu sau sinh, còn vệ sinh tay sạch sẽ khi chăm sóc cho trẻ ăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.